Gừng, gừng bà con ta biết hết phải không bà con? Gừng là nó rất tốt cho sức khỏe. Gừng nó tốt cho sức khỏe vô cùng chứ không phải không. Nhưng mà riêng có một số người và số bệnh thế này, vui lòng đừng ăn gừng để cho nó tốt cho sức khỏe của mình bà con ạ. Đó là những người ăn vào, những người này ăn vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và nó xấu, xấu đi cho sức khỏe của mình. Cho nên vui lòng đừng ăn. Là người bị cảm mạo phong nhiệt, người bị chống nắng, người có cơ địa nhiệt tảo, người bị âm hư hỏa dượng, nhiệt trong, mắc ngoại bệnh mụn nhọt, viêm dạ dày, đó, quá trời viêm dạ dày, viêm gan, cao huyết áp, bệnh tim mạch, say nắng, sốt cao, wow, bệnh trĩ, là vui lòng đừng ăn gừng. Ăn gừng rào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Đó là những trường hợp bệnh thế này và người thế này thì không nên ăn nha bà con. Đó là người bị cảm mạo phong nhiệt, trúng nắng, người có bị cơ địa nhiệt táo, người bị âm hư hỏa dượng, nhiệt trong người, người có bệnh mụn nhọt, viêm dạ dày, viêm gan, huyết áp không ổn định, bệnh tim mạch, say nắng, sốt cao, bệnh trĩ là vui lòng đừng ăn gừng. Ăn gừng vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi bà con ạ. Cho nên vui lòng đừng ăn gừng bà con nha. Đó, ngoài ra gừng nó tốt vô cùng. Khi ta uống gừng hay là ăn gừng nó có lợi cho sức khỏe, là nó làm được giảm cân, chữa rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, giảm viêm, đau xương khớp, sức khỏe về tim mạch, cảm lạnh, cảm cúm, đau bụng kinh, ngăn ngừa ung thư, cải thiện chức năng não. Vậy là bà con thấy tốt quá. Nhưng mà ăn không được nhiều, hàng ngày ăn không quá 4 gram gừng. Nếu dùng liền 6 bữa thì chúng ta phải nghỉ một bữa là một ngày. Dùng liền 6 ngày là phải nghỉ một ngày bà con ạ. Đó là ăn gừng mới được tốt. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Bà con ơi, xin chào. Nào nào, tạm biệt, tạm biệt.